Dạ chào anh chị. À, hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một sản phẩm mới bên em. Dạ đây. Quán cà phê hai mặt tiền. Đó, đây là mặt tiền bên hông và bên hông của nó là một cái chợ lớn Phú Sơn. Đó, cái mặt tiền bên hông này phải ngang 6 mét anh chị. Ngang 6 mét. Và mặt tiền thứ hai. Đây em giới thiệu cho anh chị xem mặt tiền thứ hai, mặt tiền Bắc Sơn Long Thành. Dạ đây. Mặt tiền Bắc Sơn Long Thành. Đây là mặt tiền Bắc Sơn Long Thành nha anh chị. Mặt tiền đang rất hot ở khu vực này. Và đây là sản phẩm bên em. Sản phẩm bên em có diện tích là ngang 16m. Ngang 16m. Bề ngang từ đây qua đây là 16m. 16m đó. Từ bên đây này qua là 16m. Và sâu là 40m. Có thổ cư là 100m. 100m thổ. Thì em review xung quanh cho anh chị xem nha. Đầu tiên là một cái sảnh, một cái sân, một cái sân lớn, anh chị để xe hơi thoải mái. Trung tâm nó chính là quán cà phê, góc cà phê. Dạ, bên phải có cà phê đó chính là một cái kiosk văn phòng. Thì anh chị có thể làm cái văn phòng ở đây rất là hợp lý. Rồi, em vô trong nhé anh chị. Và không gian bên trong có cà phê là anh chị xem này. Đấy, không gian có cà phê bên trong rất rộng. Và đã trang trí đầy đủ hết mọi thứ rồi. Cây cối, tiểu cảnh này kia, mọi thứ đã hoàn thành mọi thứ. Anh chị chỉ đem vô và kinh doanh thôi. Dạ, chỗ đầu tiên này là một cái văn phòng này. Tiếp đó là một cái phòng thứ hai. Em quay một vòng cho chị xem không gian xung quanh của cái sản phẩm bên em. Rồi, ở trong đây anh chị, phía trên đó, phía trên đây là một cái phòng nghỉ ngơi. Một cái phòng nghỉ ngơi phía trên. Ở phía dưới này là toilet, nhà vệ sinh. Đây là không gian sảnh 3 nha anh chị. Bàn ghế này đầy đủ hết nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ với em nhé. Số điện thoại là 0772 088263. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin chào anh chị.